Rồi, là đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ năm mê câu cá từ mọi người Tàu Quắc. Hôm nay tôi được lên cho anh em một clip gồm 9 cây cần câu Ikata. 9 cây này là 9 cây được làm từ vật chất liệu carbon. Điểm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi hoặc không giống như hình thì anh em có thể gửi về cho em. Em có để số điện thoại ở trên trang. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, điểm vô cái thứ nhất cho mọi người xem nha. Đây, cây thứ nhất. À. Cái thứ nhất là một cây cặn hàng của Waco nha anh em, Fan Fuji, Fan Deva, Fan Fuji. Đây hàng Waco, hàng sản xuất là khổ ghe, hàng carbon hai da sắn. Sắn cuồn cuộn luôn, bát sẽ là bát Fuji. Đây, cây này dài 1m. 1m65 nha anh em. Hàng Ikada 1m65. Cái này thì nguyên zin. Chỉnh 1m65, không độ chế. À, cái này nặng 90g nha anh em, 90g. Để đọc nó đây. À. Nút đầu chụp ở trên vẫn còn nút. Hàng Vinzin không lỗi, không độ chế. Đó. Cây này thì được chạy, cây này hình như hai phen này sẽ được chạy keo lại, đi chỉ lại nha. Em thấy khác chỉ trên đây. Đó. Chung là hàng chuẩn đẹp. Cây này còn khoảng 90%. Đây tem nội địa nha, tem sức nội địa Nhật nha anh em, hàng của Korea sản xuất. Rồi cây này để với em có giá là 800k nha anh em, một cây Waco hàng của Korea, một cây Ikata. Đọt nó là khá ok, hàng nguyên zin. Đọt nó khá dẻo. Đây. Tất cả đều đủ fan nha anh em. Rồi, giá cây thứ nhất 800k nha anh em. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây Shimano. Đó. Hàng carbon nha anh em. Sẵn răng guốc luôn á. Đây, còn đầu chụp đầu. Cây này độ mới gờ bình thẳng 95% nha anh em. Cây này có chiều dài là 5m5. Nặng nó gờ vào tầm khoảng 5, chắc tầm khoảng 60g. Cây này em quên cân nặng. Chiều dài nó là 5m5, nó sẽ mắc tầm khoảng 5cm nha anh em. Đọt nó đây, đọt nguyên zin. Đọt sợi thứ tinh nha anh em, đó. Hàng khá đẹp. Đây, nó sẽ mắc một phần. Cái này nó sẽ mắc những cái độ cứng cứng một tí cho em đánh nước chảy nha anh em. Anh em là đánh nước chảy thì lấy con này đánh bao phê. Hàng mắc bao nhiêu đọt thì em đo em đọc cho anh em bao nhiêu đọt. Đó. Mắc nhiều phân em đọc, em đo cho anh em nói bao nhiêu phân. Cần khá đẹp nha anh em. Cắm vào thôi. Cắm vào và đi câu thôi. Khá đẹp, khá là ok luôn. Cần 1m55. Rồi, giá công khai cây luôn nha mọi người. Giá công khai cây này là 850k. Một cây Shimano, hàng nội địa Nhật chuẩn luôn nha anh em. Carbon hay da khá đẹp. Đa phần anh em cầm mấy cây này đi câu là không đụng hàng luôn á. 850k, một cây thứ hai. Tiếp theo nữa là cây số 3. Đây cây số 3. Đó, vẫn là một cây Shimano. Hàng này chuẩn luôn, hàng này nguyên đọt. Carbon sáng ít nha anh em. Đó. Khá đẹp. Cây này dài 1m65. Mã có tới đây. Đó.
nội địa Nhật thì khỏi chơi, bát là bát Fuji. Đọt nữa này hả, đọt khúc này được làm bằng carbon nha anh em. Cái này dài chuẩn, độ dài chuẩn luôn, không độ chế, chuẩn 1m65 luôn đó, không mắc khúc nào luôn. Ok, Shimano. Nếu em đọc thì anh em về có thể đo lại, nếu hàng lỗi hoặc không giống như em giới thiệu thì anh em có thể gửi về cho em đó, khá ok. Hai phen này là hai phen sứ nha anh em. Khá đẹp, đọc nó đây đó. Rồi, giá công khai cây luôn nha mọi người, giá công khai cây này là 1,2 triệu, cây số 3 1,2 triệu, vẫn là một cây Shimano hàng carbon sẵn hay da xịn sò. Tiếp theo sẽ là cây số 4, cây số 4 đây, góc sẵn thì khỏi chê, nói chung là cây này nó làm rất là sắc sảo, rất là mới luôn. Tem đây, cây này là cây Super Power, hàng dài 1m8, phen bát thu, phen thì chả biết phen của ai, chắc phen này của Fuji rồi, chắc luôn á. Hàng khá đẹp nha anh em. Đây, bát hãng Casi SC6, nó kẹp nha anh em, cây đẹp lắm, cực kỳ đẹp, có chiều dài là 1m77, mắt 3 phân, nặng là 130g. Đọt nó đây đó, hàng em đo lại, anh em về anh em có thể đo, nếu không giống như em quảng cáo thì anh em trả về cho em. Hàng khá đẹp nha anh em, hàng mắt 3 phân, cây thông số trên cây thì 1m8, em đo lại là 1m77 đó. Đọt nó khá ok nha anh em, đọt này chia cho nên nó nước chảy rồi đó. Rồi, giá công khai cây luôn nha mọi người, giá công khai cây này 850k cộng ship nha, tất cả cây này đều cộng ship hết, cộng với 30k tiền ship. Cây số 4 830k. Tiếp theo sẽ là cây cần TFT TFC, vẫn là hàng carbon nha anh em. Đó, tem nội địa, hàng này hàng carbon sóng quăng, cây này đủ mét, cây này chuẩn là 1m6, nặng là 90g. Đây, đó, ok, đọc khá dẻo nha anh em, cái này chuẩn nội địa Nhật luôn nha. Đó, đọc cây này khá dẻo cho anh em đánh nước chảy nha, cây này chuyên cho anh em nước chảy, bát là bát Fuji. Tem nội địa 4, 5, 7, 8 cái tem luôn. Rồi, giá công khai cây luôn, giá công khai nha mọi người, giá công khai cây này 700k nha. Tiếp theo sẽ là cây số 6, một cây TFC, cây này dài 1m8, hàng carbon sẵn quăng nha mọi người. Đó, mấy cây này em đảm bảo với độ mới gần khoảng 95%, cây số 6 và cây số 5 độ mới gần khoảng 95%. Đó, phen là phen Fuji nha. Đó, khỏi chạy đâu hết, dài 1m8, bát là bát Fuji, nặng 100g nha anh em. Cây này đủ tắc, đủ mét, chuẩn dài 1m8 luôn. Cây nào thiếu thì em đo em nói thiếu, cây nào đủ thì em nói đủ. Cái cây này chuyên cho anh em đánh cảm giác rồi, đi cà đa khỏi chê, đến trên bè là khỏi chê về đâu hết. Rồi, giá vẫn là giá công khai, giá công khai cây này là 700k, bằng với cây số 5 đó.
Đó, hai cây này là một cặp nha. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây tay qua. Phôi là phôi sắn hết nha anh em. Đó, hàng Ikeda dài 2m1. Nó được sơn màu trắng lên khá là đẹp nha anh em. Đó. Phen là phen Fuji xếp. Sứ xanh. Sứ xanh sứ xám vậy. Đó. Đây, khúc carbon này nó sắn khá sắn. Hàng khá mới nha anh em. Cây này độ mới gần khoảng 95%. Tem đây. Đó. Một cây tay qua hàng nội địa Nhật. Cây này dài 1m. Cây này dài 2m05 nha anh em. Mắt khoảng 50cm. Mắt 5cm nha anh em. Được, chiều dài của nó là 2m1. Nhưng mà nó đọt nó không biết sao nó sẽ mắc 5cm. Còn 2m05. Đó. Nặng 120g. Cây này thì coi nó sẽ là coi sáng nhất đây. Anh em có thể thấy. Cây này khúc này nó sáng nhất luôn á. Quay điện thoại nó không bắt được. Cây khá đẹp nha anh em. Đó. Đẹp cỏi chê luôn. Nó chỉ tội cái là mắc cm thôi. Nó mắc khoảng 5cm. Đây. Khúc nối đây. Khúc nối nó còn dư vậy là anh em biết độ bóp chưa sử dụng nhiều rồi. Đó. Rồi, giá công khai cây luôn nha mọi người. Giá công khai cây này là 1 triệu nha. Cây số 7. 1 triệu. Cộng ship. Đó, cộng 30k tiền ship. Đọt đây. Khá là công nha. Cây đẹp cực kỳ luôn á. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây Green Cross. Hàng của Korea nha anh em. Dài 1m6. Cây này chuẩn dài 1m6 luôn. Không mắc đọt, không mắc gì hết. Phen là phen Fuji. Bát là bát Fuji. Đó. Cây này khúc đây nó giả gỗ khá đẹp nha anh em. Đọt nó đây. Đó, khỏi chơi. Đọt là đọt làm được sợi thủy tinh. Đó. Đây nét đây. Đó. Rồi giá công khai cây luôn nha mọi người. Giá công khai cây này vẫn là 850k cộng ship. Cây số 8, 850k cộng ship. Đủ tắc, đủ thước. Giả gỗ nha anh em. Giả trúc nha. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng. Cây này chiều dài là 1m35. Chia cho anh em câu bè rồi. Đây, đầu nút nó vẫn còn. Phen là phen Fuji. Bát là bát Fuji. Hàng Shimano, nội địa Nhật. Sáng ít 2 da. Khỏi bàn. Cây này đủ mép, đủ tắc nha anh em. Cây này nặng 960g. Đó, khá là nhẹ. Đọt là đọt sợi thủy tinh. Đó. Đủ tắc, đủ thước. Rồi, giá công khai luôn nha mọi người. Giá công khai cây này là 1,2 triệu. Cây số 9, 1,2 triệu cộng ship. Đẹp khỏi chê. Đó. Đọt ra đây. Cái này đánh là ga anh em câu là khỏi đụng hàng với ai luôn á. Hàng carbon sắn ít, giả gỗ này là giả trúc này hiếm lắm. Rồi, giá vẫn là 1,2 triệu cộng ship. Đó, tổng cộng 9 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em mua thì anh em có thể kiểm tra hàng trước thanh toán. Nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em quay á thì anh em có thể gửi qua cho em. Số điện thoại em sẽ để cái góc này của clip. Rồi, cảm ơn anh em nha.